Đây chương trình thu băng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tiếp theo quyển 3. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, sau quyển Kệ Dân cũng trong năm 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết đến sấm giảng quyển 3 phẩm kinh này. Ngài dùng thể văn lục bát dài 612 câu, khởi đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển này, Đức Thầy dạy tu nhân đạo cho tròn để dần dần tiến lên giải thoát. Theo đó thì người tu nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, mà muốn được vậy thì trước hết phải tránh xa những trụy lạc hư hèn do văn minh vật chất cám dỗ, nhiên hậu tích cực làm tròn luân lý tam can ngũ thường. Đức Thầy cũng đã phá các hủ tục. Thứ nhất là những hành động phi lý trong các đám tang ma như đàn nhu, thầy lễ, đàn trống, sát hại sanh vật để cúng tế. Nếu cố gắng giữ gìn, trao sửa theo những lời chỉ giáo trong phẩm kinh này, thì đạo nhân có thể coi như hoàn bị, và việc học Phật cũng tiến xa rồi. Kính mời quý thính giả theo dõi quyển kinh Di Diệu ấy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một bãi cứu đời. Còn xác thịt thi tài hùng anh tớ di mây phủ nhiều đoan bồng lại một cõi hữu danh chữ đề kể từ bồng ta ở giữa kề mấy năm dạo chơi tầm bực khi tri âm nay vì thương chúng trần gian phản hồi nghĩ mình trong sạch đã rồi đào tiếng tam thực về ngồi cõi xa phong trần tâm đã rời ra ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh ngày ra về kính kể cười khánh mặt người xuống trần lỡ khóc lỡ cười hám vui đào mừng vuông tròn chẳng xong chừng nào xấu nọ quá long trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên thương đời ta mượn bút nghiêng thở than ít tiếng dài tiền lòng
son. Bắt đầu cha đó là cái con thân này thương chúng mới hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây gầm trong thế sự còn đầy gian trưng. Đò đưa cứu kẻ trầm luân đang chờ dẫn đến mới mừng Chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dày đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tỉnh một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chịu rồi lại đôi mới, dương trần sắp đến bình trời từ đây. Quyên trần sáng liệu bắp khoai, cháo rau đỡ già tháng ngày cho ý quan. Nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chí mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nào đời mùi hương, miệng tâm thành kính tòa chứng cùng gần. Lao sao bể bắt non tầng, quân phiền thành bao xa gần cùng mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm cũng là ráng tới viếng thăm dương trần. Ngũ hành cùng các mấy chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chốn kia treo sợi chỉ mành, chẳng lo thân phận lo dành bướm thì ông. Hiếu trung hại liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hội cùng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Ta mang nghi mình thạch xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sao nhiều cuộc đất cài đua nhau mà
rồi cái hồi long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu gian tà hồn sách đi cũng tiêu thầm thương ba tánh chính chiều ruột đau mặc ai tranh luận thấp cao thương trong lễ thứ sáu sao từ đây chinh chinh bóng xế về tay đói nhìn trần thế xác thay ê hề thương trần ta cũng ráng thề đặng cho ba tánh điều bề tu thân tu hành chẳng được đức tri ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tư ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, long dân đến hội lầu son giữa kề. Thương đời dân vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu trực đại bay cùng gần. Tuy là nương vừa non tầng, ngày sau thế cuộc xây dần về Nam. Qua sông nhờ được cầu Lam, tu hành nào đợi chùa An làm gì. Bây giờ bạc lộn với chị, nữa sao lọc lại dứt tì cùng chê. Bơ dân chớ cố sai mê, trung lương chánh trực giữa kề đài mây. Mạng lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm sương, chẳng than chẳng thở vì thương thế trần. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tay, qua nơi khổ nào mặc ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười, ủ mê mà lại chê cười thần tiên. Giá từ sân lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xa duyên tớ thầy. Ở rừng bạc bây giờ xuống thế cáo cày lìa xa,
gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyện cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Tuần hoàng thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sợ. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xa dân của thầy. Hổ lan ác thú muôn bày, lớp bài lớp chạy sau này đã đoán. Ai mà đường nó bắt sẽ tan xác cái hồn, chữ rằng qua phước cái vô môn, đau đầu cũng phải xác cái hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm vốn cho rồi, để sao có đứng khôn ngồi, thương nhà tiếp của biết đi hồi nào ngôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi rắn rết chẳng vui đâu. Là rắn tôi tên đi gọi mạng xà, trên rừng nó xuống nó tha ơi dương trần. Ai mà tu tịnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng cố thần đổ cho. Thương đời hết già cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Cầu cứu giấc khi tổ tông, giới cho ba tánh máu hồng bớt kỳ rơi. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc dương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Tu là sửa trọn ân tình, tào khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu chứ khá trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy giải khuyên. Ra đời xưng hiểu khùng điên, nào ai
thần tiên là gì? Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sướng, vậy thì mới mau trí hiền tâm đức chùi lao ra công lộc kỹ thì tháo ra vàng vinh qua phố quý chẳng màng ra quay ra lực cởi thoảng xa chơi con sông dòng nước chiều mới dốc lòng trả nợ nước đời cho sông chừng nào bốn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng chữ dinh chữ nhục mấy hồi đến khi thất cái giận làm mồi yêu tinh tu rèn tâm trí cho minh tánh kia hành tiếng phỉ tình chùi la hiểu rồi những việc lao đao ở cùng cô bác làm sao cho tròn kinh yêu nào phải hao mòn ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa nghinh ngang hổ bà con nội ngoại già thưa mới là sớm diện phải ở thật thà dầu không quen biết cũng là như quen ở cho cha mẹ ngợi khen gặp người lắm nạn đua chen giúp giùm xác thân là cái gông cùm nếu làm chẳng tròn thú hùm sẽ thay cho rồi nhớ nghĩa mới hay lễ nghi phong qua đổi thay làm gì từ đây biến đổi gì kỳ dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai rèn tâm cho được thằng nay khỏi nơi tà quỷ một cũng là người ở trong trời cớ sao ăn ở nhiều lời ngôn ngang hung hăng ý của giàu sang chẳng kiêng trời Phật mê mang ý tiền dạy rồi cái đạo tu hiền làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng cũng đừng ghẹo gái có chồng cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh ra đường chọc ghẹo gái xinh nửa sao mắt phải yêu tinh
bình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình, dân lời cha mẹ bà dình gia căn. Nghiêm đường chéo lình cho an, loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có ơi đòi dời, phụ phàng dưa muối sẽ lơi nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy hỏi người. Vô duyên lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xiên mới làm. Phải dịnh dục cái dòng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng gian dự lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chạy, chớ đừng cãi lình gió mây ngoài tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hạnh thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hớ hên mới làm. Chữ dung là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Dầu cho mất khi chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới bầu. Ngôn là lời nói mặt dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phàn nàn, thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất cái lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cùng gìn chữ hiếu phục tòng sống thân. Dạy rồi những chuyện đức đi ân, phần làm cha mẹ xử phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bươi. Đem lời hiền đức ý, tốt tươi đặng mà giáo quá vàng.
đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt chước xa dân mới là Nam Mô sao chữ Di Đà từ bi tế độ vậy mà chúng mà sanh xưa nay sao chữ lầm tanh chẳng ai chịu có niềm sanh thử coi trì tâm thì quá ít nói bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào rạch tim đêm để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi để sao đến việc ta tới rồi tu sao kịp chiều mới cho thành ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đâu lại cho rành gió mưa tu hành nhiều kẻ chẳng ưa mặc ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng gặm trong thế sự trần hoàng người hung người ác tà gian ấy cùng nhiều không đợi ta mới đánh liều mong người tu tình ít nhiều cùng hay muốn tu còn đợi chiều mai khuyên người rèn sớm thì xài lâu những người có của tiền dư hãy nên vô thí dành tư làm gì sao ở đây nhiều chuyện ly kỳ kể sao cho xít vậy thì dân ngôi tại sao chẳng ai cúng chè xôi bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè cũng không có muốn qua què lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham ai chê cờ dài cũng cam chớ tôi cũng chẳng có ham lầu đài chữ tu hãy ráng miệt mài đừng kể vắn dài đừng nề mau lâu giáo khuyên khắp mi hết đi đâu đâu bớt điều mỹ dối mới hầu thấy ta đừng theo lũ quỷ lũ ma cung kiên nó mà nó phải ăn quen chết rồi cũng bớt cốc kèn trong đờn lễ nhạc tế sen ít gì đàn nhu thầy lễ cũng kỳ mắt phải chuyện gì phố phục quý bình hưng
lại thêm đợt đích từng tân, đem con heo sống mà dân nổi gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ, giả dối hay không? Nếu không thì trả lời không, bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn ơi sầu bi, học nho cứ mãi làm thi ngạo đời. Rung đồi ngắm chuyện trên trời, tình duyên cá nước dậy thì dỗ con. Thấy đời ta cũng hiếu dung, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo. Hiện nhân chẳng chịu làm theo, đợi ai có bình túng nghèo chẳng thời cắt bãi cắt cây ba, nó đòi năm cắt người ta ơi hoàng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hội xác cái hồn lìa xa. Thầy thuốc kỳ lan xa, cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ quý ân. Muốn sao vừa được các lân, hãy nên trao sữa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật thà, cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết khi thấp đi cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chi. Đời xưa có ngủ duyên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miệng cho trong nước chúng dân được nhờ. Để năm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu bỏ bớt rình răng. Một khi nếu cha mẹ chết làm ý lời này là lời truyền giáo của thầy, bông qua cầu Phật hiệp dày đi chôn. Còn mình muốn đãi làng thôn thì
gặm trong thấy sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hành tâm dài từ bi. Đời ta tỏ chuyện đi rõ ràng, làm tuần trà rượu xình xoàn, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện gì kỳ, tạo nhiều cánh giả ơi chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chớ rồi tế lễ bỏ heo. Cho ăn không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức đi dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bước miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng đi. Chân bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai mắt gây nặng cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bậc tu mi, chưa tròn bốn phần mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặt tình bốn phía. Khuyến răng trần thấy một khi, tuồng đời sắp hạ bằng ly rõ ràng. Dương gian làm quyền nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cùng như đâu. Họ reo dục trống nhiều câu, sai đồng
khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên ít thải các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng réo làm chi, nghìn ngàn kêu múa có khi hại mình. Nghe không thì cũng nghi mặt tình, nói cho rõ rệt chân tin không là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà. Cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền, thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lượng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Hoàng dương trần hung ác đã đoán quá nhiều, chúng sanh ngang ngược làm liều. Ngọc Thí Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Vương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lệ thứ mắt hồi giang lý truân. Trước đền mắt ngọc lụy rưng, quý yêu ba tánh biết chừng nào ngôi. Làm sao cho già được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác đi trần xuống bút ký ra cơn. Khôn ngoan nghe nói ngần ngơ, ngu si thì tưởng như thơ tím đời. Ở đâu cũng Phật cùng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn Thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Do đưa nước tươi sống ơi bườm loan, trước người tu niệm xê sang phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bàn môn tài phép nào tường, kêu
tin thời mắt ý tan tành về sau. Bây giờ bất cứ luận người nào không ý dùng của thế sắc đi màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bửu kiếm thế mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh đi một lần nạn quy. Phiên binh bốn phía tứ di, kể sao cho xét chuyện đi sau này. Lớp thì thú ác dày đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Giờ con mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục bước sau này. Hiện lành chứng đó sâm dày, quân thần công lạc mấy ngày vui chơi. Đến nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các kỳ lân, địa hoàng cũng mở các kỳ tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cùng đồng trần trị kẻ lòng tà gian. Ấy là hoàng trở lại là đời hưởng quân. Khuyên dân lòng chớ có ý sần, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bắt thảm ngày rày cho dân. Mấy người còn được xa kỳ thân, thì là đại ngọc các lân mới kề. Bây giờ kẻ chê ta rằng dài rằng khờ cùng cam. Dương trần bỏ bớt cười tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hồi coi hàng coi tiền
gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bệnh lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cắp vịt sớm làng ghét kỳ dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiếng cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát cây bộ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cải lương tổn ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo má thêm nhăn cho đời. Hạ quân lòng già đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại nên ta mới nói càng lời dân nghe. Đừng hát lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa thế làm gì. Xuống trần ta dạy cố lì, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lại truyền sách của hồi đời lên. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi. Tráng trình truyền sắm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiện nhân bốn phần tu bi, hãy mau thức tỉnh kiếm thầy quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất cơ hiện tự di, quang minh sáng suốt vậy thì dân ơi. Thương dân khó đứng khôn ngồi, xót xa giả ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì còi cây rung, phương xa có giặc thông du
trời Tây chúng nó nghĩ hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn cầu trời cho chúng y qua chuông thế gian yên lặng hát đi tuồng khải ca Tây phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà đáo lai ước mong dân khỏi nạn tai dắt diều tiên cảnh bồng lai nhiều người xem chẳng khó nổi vui cười lo giàu lo lợi chẳng rồi bớ dân mẹ cha là kẻ ơi trọng ân dưỡng nuôi bao hiếu lúc thân yếu già dường linh đom hoài mới là có chị cũng nấy vậy mà dân ngôi ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay mặc ai tranh luận đâu tài khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu dạng này ra cuối mùa thu dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn học theo mối đạo làm con luận xem học mới mấy đón lời này văn minh sửa mặt sửa mày áo quần láng bước ngày dài ăn chơi dọn xem hình dốc lạ lơi ra đường ăn nói những lời nguyệt qua trong tâm nhớ những điều tà lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh xưng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trao hiền đức học hành làm chi khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối vậy thì dân quê người xưa nó lại khinh chê ông cháu bại u mê hơn mình tự do ấy trai gái cớ tình với lo trao sữa ấy cho mình đẹp tươi gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười la lời so hình sữa sách chiều mới đặng làm những chuyện trái đời vô liêm cớ sao chê cổ trọng kim phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con thấy đời trần hạ thoáng giòn ai nuôi cho lớn
khinh khi ông cha thuở trước khi ngu si mà ngay mà thật hơn thì đời nay học hay lợi dùng tiền tài lên quan xuống quyền ăn xài là lê gặp ai đối rách cười chê miệng kia hễ mở chửi thề gian rân chẳng lo rèn trí lập thân để làm sao cha khổ thân sau này giáo viên ơi các sở các thầy khuyên mau tính ngộ tập rài lòng nhân giúp đời đừng đợi trả ơn miệng tròn bốn phần hay hơn bạc vàng đánh liều tay cũng nói càng cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo vinh qua như thế bọt bèo hiền lương bất luận khó nghèo cùng sinh nhất năm gia tình triều minh nạn kiều dị hiếu bán mình chuột cha tuy là cùng mấy mặt tình nghiệm kiếm suy cổ biện minh thế nào ba gia kẻ thấp người cao hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi giảng này chỉ các điều tội khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy thân ta chẳng tiếc chi miệng cho ba tánh nạn gì cũng qua luận xem những việc sâu xa chúng sanh tướng Phật thì là hãy coi tháng ngày như thế đưa thôi nguyện cầu thế giới bớt đi ngồi chiến tranh ngồi buồn dân gặp chiếu mạnh ta cho ba tánh bức tranh vô hình cũng ráng xét kỹ mình nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài cạn lời mà ý còn dài hiến cho trần hạ một bài ngủ ngôn tới đây ta giả làng Ngọc Thanh lối gót phi bôn Nam Kỳ hiền thần sách sở điều ghi miệu son tạc để tu mi trung thần
Thôi thôi ơi, cảnh khổ hầu gần, ta khuyên dân ý chung ý ân cần nhìn xem ra đời dài dỗ anh em xem qua ít bận ráng đêm vào lòng người tu như thể ba tòng ai ai cũng quý cùng trong cùng nhìn sửa trao là phần của mình xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng chừng nào ta gặp hớn hoàng chúng sanh mới hết đi phàn nàn số căn mạnh tông xưa cùng khóc mắng đất khô nảy một rõ lòng hiếu nhi mặt ai nhạo bán khinh khi phần ta niệm chữ từ bi đồ đời muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng ba gia cùng các đi chư tăng vì tu không đợi hướng đăng làm gì đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non Phật khi thương bốn đạo như con muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời nữa sao đến việc biết khi đời bây giờ chưa thấy nó thời không tin tới đây cũng dứt giảng kinh nếu ai biết sửa tâm linh mới màu nam ni mô lòng sở nguyện cầu chúc cho ba sầu tiêu tan Nam mô A Di Đà Phật cầu Phật tổ Phật thầy quan thượng đẳng đại thần chư quan cựu thần chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly Nam mô A Di Đà Phật.